Xin chào bạn quay trở lại về kênh YouTube của GoK. Ngày hôm nay thì mình sẽ review qua cái con kit là Star 75 Round 2. Nó sẽ khác biệt như nào so với Round 1. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy ngay là cái hộp màu xanh xịn sò của Round 1 thì bây giờ không còn, mà họ sử dụng cái hộp cắt tông. Bìa cắt tông thì khá là mỏng manh. Nhưng bù lại thì chúng ta có được một cái túi để đựng bàn phím. Ở phiên bản R1 thì chúng ta không có cái túi này, nhưng mà chúng ta lại có một cái hộp khá là dày dặn, xốp xếp các kiểu để chống sốc bàn phím trong quá trình vận chuyển, và một cái hộp màu xanh thì khá là lịch sự. Ở R2 thì chúng ta có một cái hộp cắt tông bọc bên ngoài, và bù lại thì chúng ta có một cái túi để đựng bàn phím mà khi mà mang vác di chuyển. Thì cái túi này mang phong cách của cái túi Spark 67 R3, cũng cái kiểu vải màu ghi lông chuột kiểu như thế này. Ở đây thì nó có cái logo là Star 75, còn đối với Spark 67 thì nó ghi là Spark 67 gì đấy. Bên trong thì đây, cái con kit thì ở một ngăn to thì chúng ta sẽ đựng kit này, có một cái tấm để che cái bàn phím lên. Ở chỗ này thì nó có một cái ngăn để chúng ta đựng plate, rồi bảng mạch PCB, firm, rồi phụ kiện các kiểu. Chung là có cái túi này thì cũng khá là tiện để mang đi lại hoặc mang đi làm. Các bạn có thể thấy là cái viền này, viền thì cũng khá là ổn đấy, khá là dày dặn. Để xem nào. Cái túi này thì nó sẽ khác với một số cái túi khác, đấy là cái phần khung đựng bên trong thì nó sẽ là nối liền với cả cái túi đựng. Có một số loại cái túi khác thì là cái khung bên trong này chúng ta có thể nhấc ra ngoài để chúng ta tăng cái chiều rộng, chiều ngang của cái túi để đựng những cái bàn phím mà to hơn một chút. Còn cái này thì là cố định để cho nó vừa với con Star 75 kia luôn. Phụ kiện thì tương tự như bản R1 thôi. Chúng ta cũng sẽ vẫn có ốc vít, rồi đế cao su, có cái tu lục giác để vặn. Chúng ta có một cái núm xoay ở đây. Đây là cái núm xoay. Núm xoay thì cái này sẽ gắn vào góc bàn phím ở chỗ này này. Nhưng mà chúng ta sẽ không có cái núm tròn ở trên. Nếu các bạn sử dụng núm xoay thì các bạn sẽ phải hàn mấy cái chân này vào cái bảng mạch PCB. Và sẽ phải mua thêm một cái núm tròn để chúng ta úp lên trên và sử dụng. Còn đây thì là các cái miếng gasket bằng cao su tương tự như R1. Phụ kiện thì về cơ bản là vẫn như vậy. Ở đây thì chúng ta sẽ có bảng mạch PCB, rồi plate, rồi các thể loại firm, rồi PE firm. Nói chung là nó cũng xem như kiểu R1. Đây là cái PE firm này, họ đã cắt sẵn theo layout của phím. Và cái này cũng đục lỗ ở các cái switch này luôn. Anh em nào thích mà chơi âm nổ, âm kêu to rồi các kiểu thì có thể dùng cái tấm phơm này khi mà là asem phím. Bây giờ mình sẽ ngó qua một chút cái kit này. Đóng kit này. Tương tự như R1 thì khi mà các bạn tham gia group buy thì cũng sẽ được chọn màu các kiểu. Thì mình phối màu đen top này. Cái logo này thì xuyên led RGB. Ở bên dưới thì là cái cây màu trắng và cái tạ màu đỏ. Cái màu đỏ này so với R1 thì mình thấy nó khác khá là nhiều. Mình cầm hai con của R2, đấy là màu đỏ này và màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây thì R2 mới có và nó khá là đẹp, R1 không có. Và cái màu đỏ của cái tạ này thì nó đỏ kiểu bã trầu, màu đậm đậm và bỏ đỏ kiểu mận chín ấy. Chứ nó không phải là đỏ rực, đỏ tươi. Các bạn có thể nhìn thấy, nó ánh đỏ khá là đẹp. Kết hợp với màu trắng thì nó làm hai cái màu khá là tương phản nhau. Khi mà các bạn nhìn từ cạnh đây thì nó sẽ là đen, trắng, đỏ. Nói chung là phối màu này mình thấy là khá là ok. Điểm khác biệt mà các bạn có thể thấy là đập vào mắt ngay thì chính là cái tạ của bản R2 thì nó có logo ngôi sao của nhà sản xuất đây. Logo ngôi sao, nhưng mà hãng này logo ngôi sao lộn ngược, hai cái chân hướng lên trên, cái đầu ngôi sao lại hướng xuống dưới. Mình nghĩ đây là cái điểm mà dễ dàng nhận ra nhất để phân biệt R1, R2.
Còn về cơ bản cấu trúc thì vẫn như vậy, gasket mount hai mảnh top board, tạ thì vẫn là tạ nhôm. À, có một cái điều đặc biệt đối với bản R2, cái này mình đang xem giờ. Đấy là các bạn có thể nhìn thấy bảng mạch này. Bảng mạch R1 thì nó sẽ có các cái đường kiểu đường DJ mạch mủng màu vàng đồng trông rất là nguy hiểm. Bản R2 này mình cầm thì họ phủ một cái lớp gì đấy để bảo vệ bảng mạch ở phía trên, cho nên là nó đã che đi những cái phần mà phần đây, ví dụ các bạn nhìn vào ngón tay mình đây là cái phần cái dây đồng để kết nối các cái mạch mủng và các cái con suýt này, thì họ phủ một cái lớp màu đen lên nhằm mục đích là để bảo vệ cái bảng mạch PCB trong quá trình sử dụng và bảo vệ nó đối với các tác nhân bên ngoài môi trường. R1 thì nó không có cái lớp phủ này, nó hiện các cái đường vân màu đồng chạy trùng nhìn nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà có một số anh em họ phân tích là bởi vì là cái bản đó thì họ không phun cái mình không biết là không phun hay không sơn, đại ý là sẽ không có một cái lớp bảo vệ bên trên, nhìn thì có vẻ đẹp mắt nguy hiểm nhưng mà có thể nó sẽ ảnh hưởng tới độ bền hoặc là trong quá trình sử dụng cái bảng mạch PCB. Còn R2 này có vẻ như họ đã phủ thêm một cái lớp lên trên để bảo vệ cái bảng mạch. Mặt dưới có vẻ cũng như vậy. Thì cái lớp phủ này mình thấy nó bóng bóng, kiểu trơn trơn. Thế mình cầm hai con Star 75 R2 rồi thì có con thì nó phủ kiểu này, có con kia thì lại không. Thế chả biết đằng nào mà lần. Nhớ đấy, mình thấy cái này khác biệt thôi. Còn có thể là nó có cả hai kiểu PCB. Cho nên là bạn nào gặp kiểu nào thì dùng kiểu đấy, trông chắc chả vấn đề gì. Thì về sơ qua thì R2 cũng na ná R1, cấu trúc nó cũng vẫn như vậy. Ở đây thì mình cũng có thêm một vài các thể loại plate khác nhau để các bạn có thể thay PC, POM, rồi nhôm, rồi tự cắt thêm cả PP. Nói chung là khá là nhiều chất liệu, kiểu thích cứng thì có nhôm này, mềm hơn thì có POM, âm nó sẽ hơi trầm một chút. Còn PC thì khá là truyền thống, gọi là truyền thống khi mà chơi gasket mount rồi. Cái này là PP thì nó khá là mềm. Về phần cảm giác gõ âm thanh thì mình nghĩ về cơ bản nó vẫn vậy, bởi vì cấu trúc con phím nó không thay đổi mà, nó vẫn có những phần thành phần rồi, nó vẫn như vậy, vẫn cấu trúc gasket rồi vẫn bảng mạch rồi vẫn flex cut các cái đường như thế này. Cho nên cảm giác gõ và âm thanh thì mình nghĩ là sẽ không thay đổi, nó chỉ khác nhau một chút về ngoại hình phụ kiện đi theo con phím thôi. Video này thì mình sẽ không lắp ráp phím và cũng không có sao test, nhằm mục đích giới thiệu anh em cái phiên bản mới R2. Và trong quá trình mà anh em tìm mua thì có thể là phân biệt được R1, R2 và có thể là tùy gu thẩm mỹ thì có thể chọn được những con kit khác nhau làm sao cho đáp ứng thẩm mỹ của mỗi người. Video xin phép được kết thúc ở đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Mình là Gấu AK. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.